tọa lạc tại thành phố Bác Sè, tỉnh Champasak, nước Lào. Chùa Trang Nghiêm không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo người con đất Việt xa xứ trên đất nước Triệu Voi, mà còn là nơi gắn tình đoàn kết bà con cùng hướng về tổ quốc thân yêu. Vừa qua, ngôi chùa đã hoàn thành việc tái thiết trùng tu. Ngôi chùa mới khang trang sẽ là nơi đáp ứng nhu cầu tu học, sinh hoạt của đông đảo chư tăng ni cùng quý nhân dân Phật tử. Ngày 19 tháng 9 năm Nhâm Dần, tức ngày 14 tháng 10 năm 2022, nhân lễ khánh thành chùa Trang Nghiêm, sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chư tăng cùng các Phật tử trong câu lạc bộ Quyết Vàng tập tu Lục Hòa chùa Ba Vàng đã đến tham dự và chúc mừng đại lễ. Đại diện các lãnh đạo, chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân Phật tử tại Lào và Việt Nam cũng tham dự đại lễ ý nghĩa này. Chương trình diễn ra với các hoạt động như diễn văn chào mừng khánh thành, Phật tử dâng hoa cúng dường, tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Trang Nghiêm cho thượng tọa Thích Phương Ngân, Phó trưởng ban thường trực Ban điều phối và hợp tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Liên minh Giáo hội Phật giáo Lào. Lời phát biểu của Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào và đại diện chính quyền địa phương. Tại buổi lễ, sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã trao tặng lãng hoa của chùa Ba Vàng, chúc mừng khánh thành chùa Trang Nghiêm. Bên cạnh đó, các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng chùa Ba Vàng đã cúng dường tịnh tài nhân buổi lễ đặc biệt. Tại buổi lễ, với lòng từ mẫn, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã gửi gắm những lời đạo từ ý nghĩa tới đại chúng. Kính thưa toàn thể Phật tử Việt Nam, nhất là Phật tử của câu lạc bộ Hoa Quốc Vàng vượt một đoạn đường khá xa bằng xe ô tô từ tỉnh Quảng Ninh vào tỉnh Quảng Trị qua cửa khẩu Lao Bảo đến tỉnh Champasak, thành phố Bắc Sế, chùa Trang Nghiêm, đất nước bản Lào để tham dự đại lễ khánh thành sáng hôm nay. Quý vị cùng với chúng tôi là những người con Phật luôn luôn phụng sự đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó là truyền thống. Giống như đạo và nhà nước chúng ta có một câu: đạo Phật là một tôn giáo gắn liền với dân tộc, đạo Phật là một tôn giáo hộ quốc an dân, bất cứ ở trên phương diện nào cũng là chúng ta làm tròn nghĩa vụ giữa đạo và đời. Sau khi cắt băng cánh thành tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chư tôn hòa thượng, thượng tọa, chư tôn đức tăng đã niêm hương cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, tình hữu nghị hai nước Việt Lào ngày càng bền vững. Điều đặc biệt, nhân dịp khánh thành chùa Trang Nghiêm, các Phật tử thuộc câu lạc bộ Quốc Vàng chùa Ba Vàng đã cùng làm phận sự và tham dự chương trình văn nghệ tỏa ngát hương sen. Với tấm lòng tri ân tôn kính, chư tôn đức tăng ni và các Phật tử đến từ chùa Đại Giác Quảng Bình, chùa Ba Vàng Quảng Ninh và chùa Trang Nghiêm Lào đã dâng phẩm vật cúng dường khánh tế hòa thượng Thích Tánh Nhiếp nhân dịp hòa thượng gần 80 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đạo. Bên cạnh đó, các Phật tử trong câu lạc bộ Quốc Vàng tập tu Lục Hòa chùa Ba Vàng đã dâng những lời ca, tiếng hát thay cho lời tri ân và tình cảm kính quý lên hòa thượng, kính mong hòa thượng sức khỏe, tiếp tục sự nghiệp hoằng truyền giáo pháp Phật đến chúng sinh. Mong rằng chùa Trang Nghiêm khánh thành sẽ là ngôi nhà tâm linh của không chỉ cộng đồng người Việt tại Lào, mà còn là nơi mang ánh sáng Phật pháp đến đông đảo quần chúng nhân dân bản xứ, hướng tất cả mọi người tới sự đoàn kết và yêu thương.